Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel của Laptop AZ và mình là Hoàng Vâu đây. Dell hay là Acer là hai ông trùm trong ngành sản xuất laptop gaming. Và ở trong phân khúc phổ thông thì đây là hai tên tuổi lớn mà anh em cực kỳ quan tâm. Và điển hình như hai chiếc máy mình đã có ở đây, đó là chiếc Acer Nitro 5 2020 và chiếc Dell G3 3005. Với mức giá của Acer Nitro 5 ở thời điểm hiện tại là vào khoảng trên 18 triệu đồng, còn chiếc Dell G3 là khoảng trên 20 triệu đồng. Vậy thì trong cùng cấu hình là Core i5-1300H cùng cả GTX 1650 thì sự chênh lệch khoảng 2 triệu này ở chiếc Dell G3 có khác gì so với chiếc Acer Nitro 5 hay không thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Và nếu anh em đang quan tâm đến hai chiếc máy này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết và link hai sản phẩm này mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Đầu tiên là về thiết kế thì cả hai chiếc máy này đều có nét tương đồng về điểm nhấn màu sắc, từ bàn phím, touchpad đều có sự nhất quán rất là đồng đều. Với chiếc Acer Nitro 5 thì có phần gaming hơn, mặc dù là cái tính gaming đã được tinh giảm so với hai người tiền nhiệm trước, tuy nhiên thì vẫn còn đâu đó những cái sự hầm hố góc cạnh và nó làm nổi bật lên cái cá tính của người sử dụng. Còn với chiếc G3 thì vẫn giữ nguyên thiết kế so với chiếc 3590, tuy là nó vẫn có tính gaming nhưng bù lại thì nó vẫn còn những cái nét thanh thoát và cứng cáp và nó có sự rất là liền mạch. Và nếu để sử dụng ở môi trường văn phòng hay là học tập thì nó hoàn toàn không nổi bật và nó rất là phù hợp. Và về cái ngoại hình này thì mình sẽ để cho anh em tự đánh giá xem đâu sẽ là chiếc máy phù hợp với anh em. Còn với mình thì mình sẽ thích chiếc G3 hơn bởi vì nó có những cái sự hài hòa, trung tính trong cái nét thiết kế. Và tiếp theo là về chất liệu thì cả hai chiếc máy này đều làm từ chất liệu nhựa. Về độ chắc chắn thì mình sẽ cho chiếc Acer Nitro 5 vào khoảng 7.5/10. Điều trừ đáng tiếc trên chiếc máy này mà có lẽ Acer vẫn duy trì so với hai người tiền nhiệm trước, đó là khá dễ bám mồ hôi vân tay. Cả phần mặt lưng hay là chiếu nghỉ tay thì là rất dễ bám mồ hôi vân tay, cho nên là khi anh em sử dụng sẽ rất phải hay vệ sinh. Còn về chiếc G3 thì cái độ cứng cáp có phần nhỉnh hơn, độ chắc chắn thì mình sẽ cho vào khoảng 8.5/10. Cùng với đó là ở phần mặt lưng hay là chiếu nghỉ tay thì hoàn toàn không để lại dấu mồ hôi vân tay, cho nên đây là một điểm mình khá là thích. Và với chất liệu dày dặn và đầm tay hơn như thế này, cho nên là cân nặng của Dell G3 nó cũng sẽ nặng hơn vào khoảng 2.5 kg. Còn chiếc Acer Nitro 5 thì khoảng 2.2 kg. Nếu như anh em thích sự cứng cáp và chắc chắn thì có lẽ là chiếc Dell G3 sẽ phù hợp với anh em. Còn anh em thích sự mỏng nhẹ và tính di động cao thì chiếc Acer Nitro 5 2020 sẽ hoàn toàn phù hợp. Còn với mình thì bản thân mình thích những sự cứng cáp hơn, cho nên là chiếc Dell G3 mình sẽ ưu ái hơn. Cho nên đây sẽ là một điểm cộng cho chiếc Dell G3. Về việc màn hình và bản lề của hai chiếc máy này thì mình cảm thấy có một sự tương đồng, nó khá là giống nhau. Và với cả hai chiếc máy đều trang bị một cái viền màn hình nó cực kỳ là mỏng, cùng với đó là cái cảm giác đóng mở của cái bản lề của hai chiếc máy này thì đều cho mình một cái cảm giác nâng đỡ màn hình cực là tốt, cho nên đây sẽ là một điểm hòa cho cả hai chiếc máy này. Về cổng kết nối thì cả hai chiếc máy đều trang bị cho chúng ta những cổng kết nối rất cơ bản, như là 3 cổng USB-A, 1 cổng RJ45, 1 cổng HDMI và một jack combo 3.5. Bên cạnh đó thì chiếc Acer Nitro 5 được trang bị thêm một cổng USB Type-C giúp truyền dữ liệu và sạc nhanh, và chiếc Dell G3 sẽ trang bị thêm cho chúng ta một khe thẻ SD. Và tùy thuộc vào nhu cầu của từng người mà anh em sẽ có cho mình những cái lựa chọn về cổng kết nối khác nhau. Với cá nhân mình thì mình sẽ chọn chiếc Dell G3, với theo mình khe thẻ SD sẽ rất là hữu ích cho những anh em làm về multimedia mà chúng ta không cần phải sử dụng thêm một cổng cắm ngoài, cho nên với mình đây sẽ là một điểm cộng cho Dell G3. Vì nằm trong phân khúc phổ thông cho nên chúng ta khó thể kể đòi hỏi hai chiếc máy này có một độ phổ màu cao được. Và như anh em có thể thấy ở trên màn hình thì chất lượng hiển thị của chiếc Dell G3 có vẻ kém hơn so với người bạn Acer Nitro 5. Tuy nhiên thì cái anh bạn người Mỹ này lại được trang bị cho chúng ta một cái màn hình 120Hz. Còn anh bạn người Đài Loan thì ở phiên bản này chỉ có phiên bản là 60Hz thôi. Và với mình là một người hay chơi game, nhất là ở những tựa game bắn súng, thì chắc chắn mình sẽ chọn một chiếc màn hình có tần số quét cao rồi. Cho nên tiếp theo về màn hình, mình sẽ cộng điểm cho chiếc Dell G3. Về hiệu năng và tản nhiệt thì mình xin phép nhắc lại thông số của hai chiếc máy này. Cả hai chiếc máy đều trang bị Core i5-1300H, GTX 1650, RAM 8GB và SSD 256. Và đó là trên lý thuyết, còn thực tế hiệu năng cho ra như thế nào thì xin mời anh em tham khảo hai bài benchmark dưới đây với hai tựa game là Shadow of Tomb Raider và Final Fantasy 15. You're good. You're good. You're good. And stop.
Qua hai bài bay băng ở trên thì anh em có thể thấy là cùng một cấu hình và ở chế độ hiệu năng cao nhất thì chiếc Dell G3 đã được đẩy công suất tiêu thụ điện năng cao hơn Acer Nitro năng, cho nên là FPS cho ra sẽ nhỉnh hơn, chúng ta chơi game cũng sẽ mượt mà hơn. Tuy nhiên thì kéo theo thì nhiệt độ chiếc G3 lại nóng hơn khá nhiều khi nhiệt độ của CPU của chiếc G3 đã có lúc trên 90 độ. Còn ở chiếc Acer Nitro 5 thì chỉ dao động vào khoảng thấp nhất là 85 độ mà thôi. Và cái anh người Mỹ này khá là nóng tính nhưng nói năng thì cũng cực kỳ là nhỏ nhẹ. Bằng chứng là ở tiếng quạt khá là nhẹ nhàng và êm ái, không gây quá ồn khi chúng ta sử dụng vào ban đêm. Còn ở cái anh bạn người Đài Loan này thì cực kỳ là mát tính nhưng bù lại gáy rất là to. Tiếng quạt khá là ồn cho nên nếu chơi game vào buổi đêm thì sẽ rất là khó chịu cho anh em đấy. Và đây sẽ là hai thứ chúng ta phải đánh đổi. Nếu như anh em cần một cái hiệu năng cao hơn, ổn định hơn thì chúng ta có lẽ nên chọn chiếc G3. Còn nếu anh em thích một cái nhiệt độ mát mẻ thì có lẽ nên lựa chọn chiếc Acer Nitro 5 hơn. Còn cá nhân mình thì thực sự mình sẽ là người cần hiệu năng để chơi game, cho nên là mình sẽ chọn chiếc Dell G3. Tiếp theo chuyển sang bàn phím và touchpad. Cả hai chiếc máy này đều trang bị bàn phím full size với đèn LED xanh và đỏ đặc trưng cho hai cá tính nó khá là ngược nhau. Với chiếc Acer Nitro 5 thì có bàn phím hành trình sâu hơn, độ nảy tốt, cảm giác khó thật tay và không bị mỏi trong quá trình mình sử dụng. Còn với chiếc G3 thì hành trình phím vẫn khá là nông như là chiếc 3590, cảm giác nó gõ chưa được thật tay và cái nút phím nó có phần hơi nhỏ so với chiếc Acer Nitro 5. Bên cạnh đó thì kích thước của touchpad của hai chiếc máy này đều khá tương đương nhau. Tuy nhiên thì touchpad của chiếc G3 có phần tracking và phản hồi có phần nó mượt hơn. Và mặc dù không hẳn là quá tốt nhưng điểm cộng này mình sẽ dành cho chiếc G3. Và bàn phím thì mình sẽ là điểm cộng cho chiếc Acer Nitro 5. Về khả năng nâng cấp thì chiếc Acer Nitro 5 trang bị cho chúng ta 2 khe RAM, 2 khe SSD và 1 khe HDD 2.5. Còn với chiếc Dell G3 thì trang bị cho chúng ta 2 khe RAM, 1 HDD 2.5 và 1 khe SSD. Và đây chính là điểm ăn tiền của chiếc Acer Nitro 5, bởi có lẽ là trong cùng một phân khúc thì chúng ta có thể thấy là không nhiều sản phẩm có cái mặt nâng cấp nó song song như thế này. Cho nên đây sẽ là một điểm cộng cho Acer Nitro 5. Về thời lượng pin thì với chiếc Dell G3 có thời lượng vào khoảng 2-3 tiếng với những tác vụ văn phòng hay là xem YouTube. Còn với chiếc Acer Nitro 5 thì với những tác vụ tương tự nhưng sẽ nhỉnh hơn vào khoảng 3-4 tiếng sử dụng. Cho nên tiếp theo đây sẽ là điểm cộng cho Acer Nitro 5. Và cuối cùng là về phần loa thì với Acer Nitro 5 chúng ta được tích hợp công nghệ DTS:X giúp cho chúng ta có những chất lượng âm thanh cho ra khi nghe nhạc hay là chơi game rất là tốt. Đặc biệt là với những tựa game bắn súng khi cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh có thể nghe rõ được tiếng bước chân hay tiếng súng cũng rất là tốt. Còn với chiếc loa của chiếc Dell G3 thì do nó không có giải bay cho nên là khi chơi game hay là nghe nhạc nó khá là khó chịu. Có lẽ là nó sẽ chỉ hợp cho anh em chơi game nhẹ nhàng hay là nghe sách đọc thôi thì cũng rất là phù hợp. Và cuối cùng đó sẽ là điểm cộng cho Acer Nitro 5. Trên đây là hai đối thủ đến từ hai châu lục mà theo mình rất đáng để anh em quan tâm. Một anh thì đến từ châu Mỹ, cao to đen xanh, cho một trải nghiệm chơi game mượt mà, cứng cáp dù anh ấy có hơi nóng tính một tí. Và một anh thì đến từ châu Á, tuy tiếng quạt gáy có hơi to, nhưng bù lại thì có một nhiệt độ chơi game cực kỳ là mát mẻ, cùng với phổ màu cao và tính di động cao. Và qua tất cả những điểm mình đánh giá ở trên thì chắc chắn là mình sẽ chọn chiếc Acer Nitro 5 rồi. Bởi vì nó có một phổ màu cao, tính di động cũng cực kỳ cao và quan trọng hơn hết là cái tản nhiệt đó làm nên tên tuổi của chiếc Acer Nitro 5 2020 trong năm vừa qua. Còn nếu như anh em thích cái sự cứng cáp và bền bỉ của chiếc Dell G3 3.5 này thì hãy cùng mình bình luận ở phía bên dưới phần comment và đừng quên like, subscribe cũng như là chia sẻ cho channel của Lato AZ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.